các bạn đang nhìn thấy đây là cái bộ cống bình dân rất là đẹp và rất là hợp lý. Một bộ cống cỏ nhót dành cho họ mi hoặc là chích chè như thế này thì chỉ có giá là 50.000, 50.000 một bộ 3 chiếc như thế này. Đấy, bạn nào ở gần thì qua trực tiếp nhà mình đi. Đây là địa chỉ của nhà mình đây. Đấy. Ở xa thì bên mình có ship ấy. Có ship và có tính phí. Thì các bạn cố gắng là cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp mình. Đấy. Rất là hay, dễ dùng.